Hello, xin chào tất cả mọi người. Video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn dùng biến trở để điều khiển tốc độ của động cơ này qua L298. Đây mình có bộ L298. Thì về hướng dẫn sử dụng chi tiết của L298, mình đã có đăng một cái video hướng dẫn rất là chi tiết cách sử dụng L298. Thì video này chỉ là một video phụ bên ngoài để hướng dẫn cho các bạn dùng biến trở. Ở đây mình có một biến trở để điều khiển tốc độ của động cơ này, nhanh hay chậm, điều khiển tốc độ theo cái biến trở này. Rồi dụng cụ thì mình cần có là một bo L298 cơ bản, đây là L298N. Rồi một biến trở thì ở đây mình sẽ dùng biến trở 1 kg B1K, biến trở 1k, một bo Auno. Ở đây mình sẽ dùng Auno Uno hai động cơ bình thường thôi, động cơ vàng bình thường thôi. Rồi về nói dây thì sẽ nói dây như sau. Đầu tiên là biến trở. Biến trở thì chân tín hiệu biến trở chân giữa mình sẽ nói vô chân A0 analog 0. Ở đây mình sẽ dùng Omega nha các bạn. Rồi chân dương của biến trở thì mình sẽ nói vào chân 5W. Chân âm của biến trở thì mình sẽ nói vào chân GND. Rồi bo L298. L298 thì các bạn nói hai động cơ vào hai bên, M1 bên 2, M2 bên 4. Rồi L298 thì mình sẽ nói với pin nè. 12V của 298 nói với pin. Các bạn chú ý là khi mà chúng ta sử dụng cái nguồn ngoài á, sử dụng một pin ngoài này, các bạn phải nói GND, GND chung với Arduino. Tức là mình sẽ nói một dây GND từ L298 nè, cái dây xám này với GND của Arduino. Ok, các bạn nguyên tắc sử dụng nguồn ngoài là phải sử dụng, phải nói đất chung, nói GND chung. Ok. Rồi ở đây mình do là mình sử dụng băm xung nữa nên là các bạn sẽ phải dùng NA và NB. Thì ở đây NA gửi in 1, in 2, in 3, in 4 và in 5. In 4 rồi tới NB thì chúng ta sẽ nói tương tự là từ 5 đến 10, tức là NA sẽ nói vô chân số 5. In 1 là chân số 6, in 2 chân số 7, in 3 chân số 8, in 4 chân số 9, rồi NB là chân số 10. Các bạn chú ý là NA và NB phải nói vô cái chân băm xung. Cái Omega này các bạn, cái Omega thì băm xung của nó là từ số 2 cho tới số 13 đều là BWM đều có băm xung cả. Nhưng mà trên cái bo Uno nè. Đây bo Uno các bạn thấy chỉ có những số ví dụ như là 3, 5, 6, 9, 10, 11 là có băm xung, là có dấu ngã này nè, là chỉ có những chân này có băm xung thôi. Thì NA, NB các bạn sẽ phải bắt buộc các bạn đi vào những chân này, những chân có băm xung. NA, NB là để sức tín hiệu, để nhận tín hiệu băm xung á. Các bạn nói với mấy chân khác là không điều khiển được. Ok. Nè, bo Uno thì chỉ có 5, 6, 9, 10, 11. Còn bo Omega thì nó từ chân số 2 cho tới chân số 13 lần băm xung á. Ở đây mình sử dụng Omega nên là mình sử dụng nguyên giải từ số 5 tới số 10 luôn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái code ha. Ở đây mình nói một lần nữa để cho các bạn nhớ chỗ dùng nguồn ngoài. Các bạn dùng nguồn ngoài các bạn phải bắt buộc nói mát chung, GND chung. Các bạn nói một chân GND, từ GND của L298 sang GND của Arduino, các bạn nói chung lại. Rồi nhớ là NA và NB là hai chân băm xung, các bạn bắt buộc phải nói với chân băm xung ở trên Arduino. Ok. Okay, sau khi các bạn nó còn code cũ, bây giờ mình sẽ nói cái code mới ha, để mình nạp vô mình test cho các bạn. Cái này nó còn code cũ. Ok, bây giờ cái code nè. Thì đầu tiên là các bạn sẽ khai báo các chân. NA là chân số 5, in 1 chân số 6, in 2 chân số 7, in 3 chân số 8, in 4 chân số 9, NB là chân số 10. Rồi các bạn tạo một biến giá trị và một cái biến băm xung để hồi mình sử dụng ở cái chỗ mà đọc cái biến trở. Về cách mà sử dụng đọc cái tín hiệu biến trở này nè, thì mình đã có làm một cái video riêng để mình hướng dẫn cho các bạn đọc cái tín hiệu của biến trở này rồi. Thì chi tiết sử dụng cái con biến trở, đọc tín hiệu biến trở, đọc tín hiệu điện từ biến trở thì các bạn hãy xem ở một video riêng ha. Video này mình sẽ không nói nhiều về con biến trở. Rồi ở dưới vòng setup mình sẽ mở cổng serial 9006. Rồi thì các cái chân NA, in 1, 2, 3, 4 tới NB thì sẽ là output. Rồi dưới vòng lớp thì đầu tiên là giá trị. Cái biến giá trị này nó sẽ bằng cái tín hiệu đọc được của biến trở là analog read của chân A0. Biến trở nó vô chân A0 các bạn, thì nó sẽ là giá trị, nó sẽ là giá trị analog read, cái giá trị analog mà đọc được của biến trở á, ở chân A0 này nè. Rồi sau đó chúng ta sẽ dùng cái hàm mát, tại vì tín hiệu analog là từ 0 đến 1023. Các bạn sẽ chuyển từ analog sang băm xung. Thì băm xung, chúng ta cái biến băm xung của chúng ta nó sẽ bằng cái hàm mát. Hàm mát là để chuyển đổi. Hàm mát nó sẽ chuyển đổi cái giá trị nè. Giá trị từ 0 đến 1023 sang 0 đến 255. Ok. 0 đến 1023 đến 0 đến 255. Rồi, sau khi mà chuyển xong thì xuống dưới chúng ta sẽ điều khiển analog write. Chân NA là băm xung. Chân ở dưới đây là high và low, in 1 là high, in 2 là low. Thì khi mà các bạn đổi ngược lại, in 1 là low, in 2 là high á, thì cái động cơ sẽ xoay ngược chiều lại. Rồi tương tự NB cũng là băm xung. In 3 là low, in 4 là high. Thì ở chỗ high với low này là tùy cái chiều quay của động cơ mà các bạn đổi là high hay là low, tùy ha, tùy các bạn. Rồi cuối cùng in ra cái màn hình serial là cái băm xung để mình biết là hiện tại băm xung nó đang là bao nhiêu. Rồi delay 50. Em sẽ giải thích như thế này.
khi mà các bạn xây biến chợ thì biến chợ nó sẽ trả về một cái giá trị analog, thì sau đó giá trị analog đó mình sẽ chuyển nó sang cái giá trị bơm xung. Sau đó mình sẽ lấy cái giá trị bơm xung nè, mình điều khiển ở chân NA và NB để điều khiển động cơ. Chân NA NB là để điều khiển cái tốc độ động cơ theo bơm xung đó các bạn. Các bạn đưa bơm xung vào bao nhiêu thì sẽ động cơ sẽ xoay ở mức bao nhiêu. Còn chân IN1, IN2, IN3, IN4 là để điều khiển cái chiều quay của động cơ. Ở đây là ví dụ 2, IN1 là 2, IN2 là low, thì cái động cơ số 1 á, động cơ ở IN1 IN2 á, động cơ số 1 nó sẽ quay, ví dụ quay ở theo chiều kim đồng hồ đi, thì các bạn đổi ngược lại, IN1 là low, IN2 là 2 thì sẽ quay ngược lại ngược chiều kim đồng hồ. À, cái đó tùy các bạn setup. Rồi bây giờ mình sẽ cắm vào để mình test cho các bạn. Ok, giờ nạp code. Rồi mở cổng servo lên. À, cổng servo là 9600. Hơi lâu nha. Các bạn đợi nạp code nha, cái này là cái code cũ. Ô lỗi gì rồi? À nhầm bo các bạn, bo mình bo mega mình chọn Uno. Cái code này code cũ nha các bạn, đừng để ý tới nó. Rồi nó code mới vô đó, mở cổng server lên. À, sorry mình chưa chọn, mình chọn nhầm cái cổng. Đây 9600. Đó các bạn thấy không, nó chạy không? Số không nè, bây giờ mình sẽ xây biến chở lên cho các bạn coi nè. Xây biến chở nè. Đó các bạn nghe động cơ nó chạy không? Đó. Các bạn thấy cái cổng server nó nhảy nè. Đó. 255 là cao nhất. Rồi. Bây giờ chậm xuống. Không. À nó các bạn dặn lên từ từ thì động cơ sẽ nhảy lên nè. Đó. Rồi chậm xuống. Đó, không. Ok, đơn giản mà phải không các bạn? Khi mà các bạn xây biến chở này thì biến chở nó sẽ trả về một cái tín hiệu analog, thì các bạn sẽ chuyển tín hiệu analog đó sang bơm xung để mà điều khiển cái chân NA NB. Bơm xung là bao nhiêu, ví dụ như là 0 á thì động cơ sẽ không quay nè. 255 là động cơ quay mạnh nhất. Đây 255. Đó, đơn giản vậy thôi. Rồi ở đây mình sẽ nói một chút về cái chỗ mà hai và lô này. Đầu tiên mình sẽ cho các bạn coi cái chiều quay của cái động cơ. Đây các bạn thấy động cơ bên đây nè, nó đang quay theo chiều này nè các bạn thấy không? Đây là động cơ số 1, IN1, AO1 và AO2. Đây, IN1, IN2 các bạn, nó quay theo chiều này nha. Đây, hiện tại IN1 là 2, IN2 là low, nó đổi ngược lại. Ok, mình sẽ đổi ngược lại. Rồi bây giờ mình sẽ nạp lại. Các bạn sẽ thấy nó, động cơ sẽ quay ngược lại. Này, nó quay ngược lại ha. Đây. Đây, nó quay ngược lại nè. Đó ha. Nó quay ngược lại. Tức là hai và lô đó là nó sẽ quy định cái chiều quay của động cơ đó là, còn cái tốc độ thì sẽ dựa vào cái bơm xung mà các bạn đưa vào. Mà hiện tại bơm xung đây mình điều khiển bằng biến chở nè. Ok, đơn giản rồi phải không? Như video mình đã hướng dẫn cho các bạn dùng biến chở gọi là 298 để điều khiển tốc độ của động cơ. Ok. Rồi có thì mình sẽ để dưới video, có thắc mắc, có vấn đề gì các bạn hãy comment bên dưới video hoặc là nhắn tin lên fanpage hoặc nhóm mà mình sẽ cố gắng hỗ trợ cho các bạn. Video này là kết thúc. Rất cảm ơn bạn xem video, nhớ like, share, subscribe cho nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.